Hello, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay Trường Thành Audio rất vui được đi xuống Phước Chung, Bà Rịa, Vũng Tàu để nâng cấp một thiết bị cho bộ dàn của nhà của chú Tuấn. Đó, thì đây quý vị và các bạn có thể thấy đây là một mẫu van số rất là quen thuộc đúng không ạ? Vậy thì bây giờ còn chần chừ gì nữa mà không mau chúng ta cùng nhau đi vào setup và cũng như là nâng cấp bộ dàn thiết bị của nhà chú Tuấn để trải nghiệm thử xem là khi mà chúng ta thay đổi một cái chiếc van số mới vào thì cái bộ âm thanh audio của nhà chúng ta có hay hơn không nhé. Đây là không gian nhà của chú Tuấn. Thì quý vị và các bạn có thể thấy chúng ta có hai chiếc lo rất là to ở đây. Đó, hai chiếc lo của nhà chú Tuấn. Đây là mẫu lo JBL. Đó, rất là khủng luôn đúng không quý vị? Và ở đây là dàn thiết bị của chúng ta. Đó, thì đây là bộ trang bị cũ của nhà chú Tuấn. Thì theo được biết thì chú Tuấn cho biết được là hiện tại thì chú đang xài là van cơ. Thì bây giờ là chú có nhu cầu nâng lên van số. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lắp đặt chiếc van số mới để vào bộ thiết bị của chú Tuấn nhé. Để xem thử xem là khi mà chúng ta có được bộ trang bị chuẩn rồi và với một con đẩy Vatasa DKS1004 quá là tuyệt vời này, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắp nhanh và cảm nhận. Đó, và không thể nào thiếu được đó, chúng ta còn có hẳn cả một chiếc micro Vatasa T10. Có thể thấy là chú Tuấn rất là đầu tư cho bộ dàn của mình, nhưng mà về chất lượng chính, về công van số thì chú Tuấn lại chưa nâng cấp. Đó, cho nên là hôm nay Trường Thành Audio sẽ giúp chú Tuấn, chúng ta sẽ cùng nâng cấp lên nhé. Và bên dưới đây của chúng ta chính là mẫu đẩy Vatasa DKS1004. Với công suất của mẫu đẩy Vatasa DKS1004 là 1000W trên một kênh. Và chiếc đẩy của chúng ta có 4 kênh. Đó, thì với mẫu đẩy Vatasa này của chúng ta sẽ cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ là sạch và cực kỳ là uy lực. Và với mẫu đẩy DKS1004 sẽ có thể phát huy hết tác dụng cũng như là khai thác bộ dàn của chúng ta một cách triệt để nhất. Cùng với van số Vatasa V8 Pro đúng là một sự kết hợp cực kỳ là hoàn hảo. Và đây là mẫu loa của nhà chú Tuấn. Thì chúng ta có thể thấy đây là mẫu loa JBL XR Series, một mẫu loa rất là nổi tiếng đến từ thương hiệu JBL. Đó, thì chúng ta sẽ chỉ đánh giá sơ qua mẫu loa này thôi. Đó, thì mẫu loa này rất là to và cái bass cũng rất là nhìn rất là lực đúng không ạ? Và với mẫu loa Dental 115 của chúng ta thì được trang bị một lớp nước sơn nhìn cực kỳ là chắc chắn và bền bỉ theo thời gian, quý vị và các bạn có thể thấy à. Đây, một lớp sơn. Lớp nước sơn của Dental 115 cũng giống như là lớp e căng ở phía trước đều được phủ một lớp sơn cực kỳ bóng, cực kỳ chất lượng và bền bỉ theo năm tháng. Đó, và mặt lưới e căng của Dental 115 cũng được thiết kế theo kiểu lưới tổ ong nhìn cực kỳ là đẹp và cực kỳ là dễ phối ghép với các bộ dàn khác à. Vâng, và sau khi chúng ta đã xem qua những trang thiết bị của nhà chú Tuấn thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hấp dẫn nhất, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau mình đi test thử chất âm của bộ dàn mới sau khi được thay một chiếc van số vào, và mình sẽ cùng nhau thử tiếng mic của nó xem coi là có được hay được dày không nhé. Và bây giờ hãy theo chân Trường Thành Audio, chúng ta sẽ cùng nhau đi test thử nhé mọi người. Alo 1 2 5 6, alo 2 2 5 6 7, alo 1. Vâng, và quý vị và các bạn có thể thấy đây là không gian của chúng ta thì khá là kín, nhưng mà cái tiếng mic của chúng ta ra thì cực kỳ là sạch và cực kỳ là hay. Có thể thấy là độ echo và reverb cũng rất là vừa, độ chi tiết của tiếng mic thì cũng rất là sâu sắc đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mình nghe qua thử phần music nhé. Nhà bên đang đón rộng rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến tình bên Trường Thành Audio. Dạ con xin chào ông. Dạ con có thể hỏi ông vài câu được không ạ? Được. Dạ dạ ông ơi, thì sau khi mà con đã tới và lắp đặt cho mình một cái chiếc van mới, đó là van Vatasa V8 Pro, thì sau khi mà ông đã trải nghiệm về chất âm cũng giống như là tiếng micro thì ông thấy sao ạ? Ông thấy nó hay hơn cái bộ dàn cũ rất nhiều. Dạ. Rất là cảm ơn các cháu đã nhiệt tình hướng dẫn cho ông. Dạ. Vậy trong cái quá trình mà bên con xuống lắp cho ông và bên con cài đặt cho mình và hướng dẫn cho mình, thì ông có thấy là đội ngũ kỹ thuật bên con là có nhiệt tình không ông? Ông thấy là đội ngũ bên con rất nhiệt tình, rất ok. Dạ.
Dạ con cảm ơn ông. Vậy thì con hữu tình hai mặt trường Thành Audio xin gửi đến ông và một lời chúc sức khỏe, cũng giống như là nhiều cái giây phút mà mình vui vẻ giải trí bên Bầu Vàng. Dạ con chúc ông và bà thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ ông cũng chúc tụi con là luôn thành công trong cuộc sống. Dạ con cảm ơn ông. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.